băng này rất là nhiều này, rơi rớt từ hôm qua rồi đó. Bên này là cũng bị ảnh hưởng có băng rất nhiều luôn. Bên kia là chắc chắn là trắng xóa rồi. À, nhìn phía bên dưới kia thì vô cùng vô tận luôn, nhiều. Đây đang rừng trúc cách ngăn núi, cách đỉnh cao khoảng 500m. Ui ui anh kia. Wow, đó. Ui xuồi. Các bạn không thể tưởng tượng nổi, vì kia là trắng như thường trường châu luôn. Trường châu luôn. Anh líu cả lưỡi rồi. Lại líu cả lưỡi rồi. Ui xuồi. Đó. Trắng mốt. Này các bạn, băng rất là nhiều. Ngày hôm qua thì có thể là ở trên những cây này bám rất là nhiều. Đây cây đổ rạp, các bạn nhìn thấy. Đây, rất là nhiều cây đổ rạp, bạn xem, gãy, cây gãy xuống. Chứng tỏ là băng bám rất là lớn, lượng nó rất là nặng, rất là nhiều. Nó có thể làm đổ được những cây gãy đổ cây rừng đỗ quyên này. Mình xem sáng nay. Đây, hiện tại là trưa rồi. 12 giờ ngày 30 tháng 1. Lượng băng cũng còn rất là nhiều. Đây là những khu vực mà hướng gió, tức là những khu vực hướng gió ở mùa đông bắc. Hiện tại là chưa đến đỉnh kiểm tra đâu ạ. Mọi người xem băng này. Hỏi là có lạnh hay không nhá. Đừng hỏi lạnh hay không. Băng rất là nhiều. Đang đứng lùm cây này. Băng bám rất là giòn. Tiếc không thể mò xuống dưới, không thể mò xuống sâu hơn được, dưới sâu rất là rộng. Đây là đang ở trên đỉnh núi Trang Mẫu Sơn. Các bạn xem tảng băng rất là lớn này, ngó xuống đây một chút xem nào. Ôi, rộng lắm các bạn, rộng lắm không thể nhìn thấy được. Thực sự để mà nói, nếu mà cả cái đỉnh Núi Cha này bị đóng băng ấy thì không thể di chuyển nổi, sẽ rất là trơn. Mà địa hình núi thì rất là nguy hiểm. Đây là một bên sườn phía tây nam. Sườn bên này là sao vậy? Sườn bên này thì không có gió, không đón gió. Oh my god. Đừng đi ra sát vách nhá. Đừng đi ra sát vách nhá. Ôi. Mất rồi. Oh my god. Đây các bạn xem. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Đó. Phía xa kia, phía xa thì các bạn không thể nhìn thấy bằng ống kính này được. Đó. Ngày hôm qua thì nó bám, chắc chắn là nó bám đầy hết những cây này. Rất là trơn đấy ạ. Đây các bạn nhìn thấy ạ.
Dạ anh ơi. Còn trên cây. Rất nhiều đấy ạ. À, rất là thích thú. Ngập chân luôn. Cái gì đây? Oh my god. Hãy tưởng tượng. Hãy tưởng tượng rằng oh, rất trơn. Vừa ngã cái thôi. Tưởng tượng to khủng khiếp như thế nào. Cả miếng băng, cả tảng băng. Rất nhiều, rất nhiều. Rất nhiều và rất nhiều. À, bắt đầu tan chảy rồi đấy ạ. Nhiệt độ đã tăng lên và bắt đầu tan chảy rồi. Địa điểm này là vị trí nhỏ hẹp nhất và nguy hiểm nhất. Sơ sẩy một chút thôi thì có thể là nguy hại đến tính mạng của bạn. Nhiệt độ hiện tại là đang tăng lên. Thế nên là băng ở những vị trí mà gió nó tới á thì nó đây. Gió nó tới thì nó đã tan mất rồi. Tôi sẽ đi sang thuyền phía bên này. Phía đây là có thể là lối xuống nhưng mà rất là ít người đi. Sườn bên này dự đoán là sẽ có những cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Phía trước kia tôi đã nhìn thấy hiện băng là vẫn còn bám ở trên cây. Đang tan chảy. Đang tan. Đây tôi chui vào một cái tán rừng. Một cái tán rừng. Chui vào một cái tán rừng. Rừng gỗ quyên. Hãy tưởng tượng xem. Vô cùng ngoạn mục. Băng rất là lớn đã bẻ gãy những cái cành cây. Đã bẻ gãy những cành cây này xuống. Quần que thì phải vội vàng. Từ thong thả, nhiều cây rất là dễ gãy đấy. Ôm không nè. Ôi dày quá dày. Oh my god. Sống trong băng mà không thấy rét thế nào. Nhưng ở đây tại đây không có gió thôi. Là chiều gió là rét đấy. Không có gió nên là băng nó mới còn được đến bây giờ. Rừng đỗ quyên, một rừng đỗ quyên bị đóng băng. Băng hiện đang tan và đang tan, đang nhỏ nước ra và rơi xuống. Ta đi tiếp. Đi thôi. Chui thôi, không có đường. Oh my god.
chui qua những rừng cây. Đây là đỉnh Mẫu Sơn cao 1541m. Wow. Có mà, lần trước anh đi qua. Đây, trên cây vẫn còn băng. Trên cây vẫn còn bám băng. Rừng Đỗ Quyên ạ. Trên lá cây kìa, đọng trên cây rất là nhiều và hiện tại nó đang rụng. Anh lấy máy ảnh anh quay đi, anh ném cho phóng quay.